Xin chào quý vị các bạn, xin chào toàn thể bà con. Chào mừng quý vị các bạn đến bản tin thị trường ngày mới tại thị sản Green vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. Và trong buổi sáng nay, thị sản Green sẽ điểm qua về thông tin thị trường thị sản để bà con cùng tham khảo. Và xin chúc cho bà con quý vị một ngày mới thật sự tốt lành cũng giống như là tràn đầy năng lượng để vào công việc vào ngày mới. Thì đầu tiên, thị sản Green sẽ điểm qua về thông tin giá tôm thẻ thương phẩm trong ngày 26 tháng 5 năm 2021 trong buổi sáng nay. Giá tôm thẻ có một số biến động như sau. Đầu tiên, Duy sẽ nói về xây 20 con 1 ký. Hơn ngày hôm nay đã có dấu hiệu giảm so với những ngày trước, là hiện tại 20 con 1 ký 197.000. Và xây 25 con 1 ký hiện tại là 165.000. Và xây 30 con 1 ký ngày hôm nay là 134.000. Và như chúng ta thấy, hiện tại xây 30 con đang có dấu hiệu trên đà tăng so với những ngày trước, thì nó tầm khoảng 130.000, 132.000. Nhưng ngày 26 tháng 5 bắt đầu là đã có dấu hiệu tăng lên là 134.000. Và tiếp theo là xây 40 con 1 ký là 113.000. Xây 50 con 1 ký hiện tại sáng nay là 107.000. 60 con 1 ký là 100.000. Và 70 con 1 ký sáng nay là 98.000. 100 con 1 ký đạt mốc 94.000 trong sáng ngày hôm nay. Và 150 con hiện tại là 83.000 một ký. Vừa rồi là thông tin về thị trường giá tôm thẻ thương phẩm tại một số khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, hoặc đây là giá sàn của miền Nam Việt Nam, gửi đến quý vị và các bạn để bà con tham khảo, cũng giống như là để chúng ta an tâm và chúng ta sản xuất trong những cái mùa vụ sắp tới. Và tiếp theo phần bản tin, thị sản Duy sẽ điểm qua về thông tin giá giống cũng giống như thông tin khuyến mãi của một số công ty được bà con lựa chọn, cũng giống như là có lượng trúng nhiều. Đầu tiên, Duy sẽ nói về công ty CB. Giá hiện tại tại Bạc Liêu là 146 đồng và đang khuyến mãi hỗ trợ cho bà con là 20%. Công ty giống Việt Úc, giá hiện tại là 135 đồng và đang hỗ trợ khuyến mãi là 30%. Công ty giống Hoàng Lộc, giá 120 đồng là Hoàng Lộc siêu lớn và hiện tại đang khuyến mãi 50%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn giá 112 đồng và hiện tại đang khuyến mãi 50%. Sú Mona Hoàng Lộc giá 145 đồng. Vâng, vừa rồi là thông tin thị trường thủy sản tại thị sản Duy trong sáng ngày 26 tháng 5 năm 2021. Gọi đến vị các bạn để chúng ta cùng tham khảo và cũng giống như chúng ta có một cái hướng đầu tư và quyết định để chúng ta vào vụ tôm năm 2021 gọi đến bà con. Và cũng rất là cảm ơn quý vị các bạn luôn quan tâm đến kênh Thị Sản Duy, là một trong những kênh chia sẻ về thuốc men, giống, đồ nghề thủy sản lắp đặt ao công nghệ cao toàn quốc và hân hạnh phục vụ quý khách. Và cũng giống như ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay thì bản tin thị trường xin kết thúc ở đây. Xin chúc quý vị một ngày mới thật sự tốt lành, cũng giống như là tràn đầy niềm năng lượng và niềm vui để vào công việc. Xin chào bà con và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Yến Duy. Nếu như quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.